đông quá anh các bạn ơi. Anh có cái chữ 133PS không nhỉ? Có chứ, kìa, chuẩn luôn. Đây, 123 chứ. 133. 123 thôi, không 133, 123 thì đây là có quarter. Đúng rồi, 133 thì không có. Chỉ 123 thôi. Hay chữ gold ở dưới này anh có thôi. Con đi đâu em nhỉ? Em gửi tiền. Cậu thôi, 2,5 cho tròn. 400 của em tròn đấy. Thank you em. Anh trao là gì nhỉ? Thế kìa, nhưng mà bằng cái không cần ấy. Nó so có gì? Nó so hết rồi. Em còn mấy cái bán hết rồi. Bán hết sạch rồi anh ạ. Anh cảm ơn em nhiều nhá. Đấy lo so về anh phải chạy đi tầm một mấy hôm nữa mới có cơ. Hả? Mấy hôm nữa mới có hàng anh ạ. Đã hết sạch rồi, anh nhắc vào xe gì đấy? Nhắc vào xe 3 tấn rưỡi. Đúng rồi, Hyundai đi. Chuẩn rồi. Hơn 5 triệu cái anh ơi. Hả? Hơn 5 triệu cái. Không có à? Hết sạch rồi. Hiện tại còn cả đế, anh còn lấy cả đế thì lấy cả ghế thì lấy thôi. Ghế là bao nhiêu? Hơn 12 triệu. Hả? Thế giờ? Vâng. Nguyên đấy là ghế luôn không? Đây là cái xe đấy, mình cái xe không phải là xe 3 tấn rưỡi Hyundai đâu. Thế thì xe đô thành nhé. Ô đô thành thì em không biết đâu, em chỉ bán Hyundai thôi. Cả ghế bây giờ chỉ có 12.500, còn đế thì em hết rồi. Anh còn lấy cả ghế thì em bêu ghế ở nhà ra cho anh xem thôi. Cả ghế không có đế. Đế không chế đâu à? Em không chế đâu, bọn em chỉ bán tại gàng thôi. Bọn em phải chuyên ghế chế đế ghế chế đâu, bọn em bán đúng đời xe thôi. 2,5 triệu bây giờ lại không công chế mà thế thì chết. Vâng. Em còn cả ghế đó, ghế hết rồi. 2,5 triệu cũng được nhưng mà phải lắp cho chứ. Em chỉ bán thôi, bọn em bán ra Hyundai là vừa luôn, còn tôi dành em chịu không biết là không biết rồi. Tôi dành em chưa lắp người nào rồi. Anh cho em xem cái này không? Cho em chế lại ra được không? Đấy thì anh có kết nối em gửi ảnh cho anh xem thoải mái thôi. Vâng. Thế tại đây thì hôm nay thì đang tận cảnh lắp bể không ra răng. Thì các bạn lưu ý là trong này nó có cái lỗ thở, các bạn lắp theo bùng nhá. Đây cái lỗ thở này. Cái lỗ thở khi các bạn cho vành vào xong thì nó sẽ có lỗ thở. Các bạn ấn cân này. Đấy, bằng hai cuối cùng thì các bạn cầm tay vít. Đấy, các bạn bắt đầu dùng tí nữa cho mình này. Đó, bạn thấy không? Đó, đơn giản luôn. Đấy, anh em lưu ý nhé, cái hàng Đài Loan các bạn ấn tới tay thôi. Các bạn nhớ là nó có ba lỗ thở đây này, các bạn đóng sau cùng. Và thứ hai là cái co giãn của nó, các bạn đừng đóng phần của chiếc khác mà nó cũng vào được đâu mà không đi nữa, các bạn nhớ nhé. Các bạn nhìn vào cái logo nhà sản xuất người ta hướng dẫn này.
nhá. Ok. Dừng em nhá nhiều. Okay, nói chung anh em chơi ngon bổ rẻ. Khi nào chúng ta tráng ra đổi mẫu mới. Ok nha các bạn nhá. Mọi người nhớ vào đúng phút của tôi để giúp chúng mình nhá.